Xin chào các bạn. Mẫu đầm hôm nay mình sử dụng cái chất vải là phi lụa Hàng Châu nha, có độ bóng nhẹ. Định mức vải bằng một lần dài đầm cộng với một lần dài tay cộng với 50 cm cho độ xòe, tầm khoảng 1,7 m là đủ ha. Cổ mình cổ vuông nè, có cái miếng bèo tạo kiểu và bông hoa đính ở ngực. Tay của mình là cái dạng tay phồng nhưng mà tạo kiểu gấp ly, các bạn tí nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình bộ rập cơ bản có bên sườn, vôm ôm. Độ dài đầm là tùy ý, ở đây mình dài qua gối nha, được khoảng 95 cm. Mình sẽ nói sơ lại cái bộ rập này ha. Ngang ngực của mình nè, ngực chia 4, không cộng cử động, tại vì vải của mình đã có cái độ co giãn nhẹ nha. Rồi ngang eo cũng vậy, eo chia 4, không cộng cử động, chỉ cộng 3 cm này thôi. Ngang mông cũng bằng vòng mông chia cho 4. Rồi ngang vai thì vai chỉ 2 ha. Tuy nhiên nè, cái chỗ đó xuôi vai xuống các bạn lùi vào đây cho mình 1 cm. Tại vì mẫu của mình là tay phồng ha, lúc nào tay phồng mình cũng lùi vào đây 1 cm để mình cho cái vai con nó chườm vào một tí, như vậy cho nó gọn nha các bạn. Rồi từ cái điểm lùi vào 1 cm này, các bạn lấy thêm vào đây là 4 cm cho cái bảng vai. Rồi vẽ cổ vuông xuống ha, đặt cái thước nè song song với cái đường nghiêng của nách áo nè, đồng thời nó cũng gợi vuông góc với cái đường vai con nha. Nhớ là mình giảm cái độ nghiêng vai này 0,2 cm nè. Đó, nó tạo được một cái góc vuông tuyệt đối với đường cong nách cũng như là đường hạ cổ ha. Rồi từ cổ căn bản các bạn hạ xuống đây cho mình độ khoảng 7 cm. Rồi đặt cái thước vuông góc kẽ ra đây. Như vậy mình được cái cổ vuông ha. Đẩy đến 8 cm tùy ý nha các bạn. Bạn nào thích mặt thấp hơn thì các bạn hạ thêm xuống đây. Phía dưới này mình có một cái bảng dúng đính hoa nữa nè, nên các bạn cũng đừng có hạ quá thấp nha, hạ vừa thôi, quá thấp là nó không có phần cho cái chỗ cái bảng nẹp dúng ở chỗ đó nữa. Rồi từ đây này các bạn lấy xuống cái độ rộng cho cái miếng nẹp dúng á, rồi các bạn vẽ ha. Đây mình lấy xuống 5 cm. Rồi đặt cái thước là vuông góc nè, kẻ ngang qua đây. Thì các bạn hình dung cái này giống như một cái miếng nẹp cổ mà mình may lộn ngược ra phía bên ngoài thôi ha. Rồi gian ngực các bạn đánh thẳng lên đây nè, thì đây chính là cái đường rã để mà mình xếp dúng cái miếng nẹp này. Tí nữa mình sẽ dùng phương pháp cắt mở rập nha. Rồi chia đôi cái độ rộng của cái miếng nẹp này ha. Bắt đầu mình đánh cong xuống chỗ nách, rồi từ điểm này mình đánh cong qua cái phần nẹp bên đối xứng bên kia. Mình vẽ nháp như vậy thôi, tí nữa mình sẽ nối cái miếng nẹp cho nó thành gấp đôi phần cổ áo nha, để mình rã nẹp cho dễ hiểu. Đối với mẫu này thì mình không có cái đường rã cúp ngực cong lên nách. Các bạn sẽ chích bên sườn và bên eo nha, lùi xuống đây 2 cm nè để vẽ nè. Anh đây thì mình lùi vào đây 3 cm luôn, thì mình chích cái bên sườn tới cái điểm 3 cm này nha, cách đỉnh ngực 3 cm lên như vậy, rồi mình may chích. Rồi còn cái bên eo thì mình sẽ chích ôm ở chân ngực. Đầu tiên các bạn hạ chân ngực bằng số đo vòng ngực chia 10. Rồi kẻ nè, lấy rộng ra cái chỗ chân ngực này. Ví dụ như bên eo của mình 3 cm, thì cái phần chân ngực là 2,5 cm nha. Nó giảm nhẹ một chút như vậy thôi. Rồi các bạn cứ đánh ôm ngay chân ngực như vậy. Nhớ là cách đỉnh ngực 2 cm bắt đầu mình mới đánh lơi nè. Rồi cong mạnh vào chân ngực nè, rồi mới ôm xuống cái phần ngang eo. Với cách này thì giúp cho cái form áo mình nó không bị rộng ngay phần chân ngực ha, nó sẽ ôm theo cái qua bầu ngực của mình luôn. Tiếp theo nè, cái độ xòe của váy mình á là tùy ý nha các bạn. Ở đây mình xòe 135 độ, thì các bạn sẽ lấy cơi ra khỏi đường ra mông của mình là 2 cm. Đây gọi là 2 cm độ xòe nha. Rồi mình đánh cái thước nè,
nối từ điểm ngang eo xuống ngang mông, nó sẽ cắt xuống ngang lai ha, đi thẳng một đường xuống như vậy. Đó, thì cái độ xòe này là tùy ý nha, ở đây mình chỉ xòe dáng A thôi, rồi tí nữa là mình sẽ dùng phương pháp cắt mở rập để tạo cái độ xòe thêm ở phía bên trong. Đó, đồng thời mình xếp cái bên eo lại. Đó, thì tí nữa mình sẽ xếp bên eo này lại bằng cách là mình nối cái đường gian ngực thẳng xuống dưới đây. Đó, rồi phía dưới mình mở ra, phía trên ngay chỗ bên mình xếp lại, nó sẽ tạo cái độ xòe phía dưới lai ha. Đồng thời mình rã thêm một đường ở đây nữa nè. Đó, mình rã thêm từ dưới lai, mình rã lên để mình mở rập thêm ra. Đó, như vậy mình có cái độ xòe nó đều hết toàn cái thân váy nha. Đó, như vậy mình đã xong phần thiết kế rập thân trước. Bây giờ mình sẽ dùng cái rập này để đặt lên cắt cho rập thân sau. Đó, nói chung là mẫu hôm nay cũng không có gì phức tạp lắm ha. Đó, cổ vuông, tay phòng, tùng xòe. Đó, chỉ hơi cầu kỳ chút xíu ở ngay phần cổ thôi. Cổ áo mình tạo kiểu thêm nè, rồi phần tay áo nữa. Đó, chỉ hơi cầu kỳ ở tay áo nha các bạn. Cái tay áo mình cắt, mình mở ly để mình có những cái mảng dúng và xếp ly, nhưng mà nó là một cái rập tay liền với nhau á, cho nên bạn nào mà mới thì sẽ khó cắt cái mẫu này ha. Chứ thực ra nó cũng đơn giản, chỉ là dùng phương pháp cắt mở rập hết á. Tùng váy thân trước và thân sau nó giống nhau nha. Đó, cho nên mình sẽ không có vẽ lại cái phần tùng váy, mình chỉ thiết kế cái phần thân trên của thân sau thôi. Đó, rồi tương tự như những cái phương pháp mình đã hướng dẫn ở rập cơ bản, các bạn sang dấu lại từ ngang eo lên ngang ngực, rồi trừ hao cái phần bên bên ngực bên sườn đây nè, 3 cm, các bạn kéo cái rập xuống sao cho ngang ngực thân trước nó với trùng với cái điểm mình đã lùi xuống 3 cm đó ha. Đó, rồi sang dấu lại nè, ra ngực nè, rồi lùi vào 0,5 cm cho thân sau nó ôm. Đó, rồi chỗ này nách nè, mình cơi ra 0,5 cho thân sau nó cạn hơn. Rồi chồm vai thì mình chồm 3,5. Đó, nhớ là tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1:2 so với số đo thật nha. Ở ngoài 3,5 thì trong này mình chỉ làm 1,75 thôi. Đó, ví dụ như vậy. Các bạn hiểu ha. Đó, rồi đặt cái thước vuông góc lên đây. Rập mà mình làm tỷ lệ lớn quá mình quay nó khó các bạn. Quay video nó rất là khó. Đó, cho nên mình vẽ cái dạng mô hình nó nhỏ lại thôi ha. Đó, tuy nhiên tí nữa phần tay áo là mình sẽ làm cái thông số nó thực luôn, tại vì cái tay áo thì nó nhỏ các bạn, mình quay được nên mình làm mình cắt cái thông số là thực tế luôn, tỷ lệ 1:1 luôn ha. Cái cổ thân sau này là sâu hay cạn là tùy ý nha, không có quan trọng nha các bạn. Bạn nào thích mặc cổ tim xuống cũng được nữa. Tuy nhiên cái này mình làm cổ tròn qua thôi, không có sâu lắm. Đấy rồi, nối nè, xuống cái chỗ mình cơi ra 0,5 đó, mình nối lên cái đầu vai ha. Đấy, rồi chia đôi cái đoạn đó, chia đôi đoạn này, mình nối ra ngoài đây. Rồi, chia đôi đoạn này, mình nối vào góc nách. Đấy, chia đôi đoạn này, mình đánh cong. Chỗ này mình đặt cái thước vuông góc rồi đánh cong nhẹ vào trong, rồi đánh ngược ra cái điểm cong của vòng nách ha. Chỗ này mình lùi vào 0,5, chia 3 cái đoạn từ ngang ngực lên đây, mình chia 3 ra nè để mình đánh cong cho dễ hình dung. Chỗ này lùi vào 0,2, chỗ này lùi vào 1. Đây là phương pháp đánh cong dáng lưng ha. Những bạn nào học rập cơ bản rồi thì sẽ dễ dàng làm cái thao tác này. Trường hợp mà các bạn may vải co giãn nhiều thì mình không cần đánh cong dáng lưng rồi đó các bạn, mặc trên cơ thể là nó đã căng hết rồi, mình đã trừ hao cái độ co giãn của vải ấy, đúng không? Cho nên là khi mình mặc lên là nó căng vải ra rồi, cái việc đánh cong dáng lưng nó không có quan trọng nữa. Đó, bên thân sau nè, mình vẽ độ rộng bên là 2 cm ha, tại vì mình đã đánh cong dáng lưng nó mất đi 1 cm rồi. Đó, như vậy bên thân sau 2 cm, may chích vào là nó vừa đủ số đo vòng eo như 4. Đó, rồi cái nẹp cổ thân sau các bạn lùi xuống đây tùy ý nha. Ở đây mình lùi 7 cm. Chỗ này cái vai nó còn nhỏ quá cho nên mình làm nẹp xuống nách luôn. Đó, mình lùi từ đây mình đánh cong vào đây. Thì đây chính là cái miếng nẹp cổ nha.
thường vai con mà nó to, bản rộng các bạn, mình làm cái nẹp nó cong lên trên cái vai con. Còn ở đây vai con nó bé quá, mình làm nẹp xuống phần nách luôn. Đó, cắt hai chi tiết đối xứng cho thân sau. Miếng nẹp này cũng vậy, mình cắt hai miếng đối xứng, canh sứ dọc hết nha. Đấy, như vậy mình đã xong cái rập áo thân sau. Ở thân trước cũng như thân sau thì các bạn chừa đường may nè, ngang eo nè, chừa 0,7, sườn mình chừa 1,5, nách mình chừa 0,7 đường may, vai thì 0,7, cổ 0,7 ha. Giữa này may dây kéo cho nên các bạn chừa 1,5 đến 2 cm tùy ý nha. Đó. Đó rồi, thân trước của mình cũng tương tự, mình chừa đường may như vậy, tuy nhiên ở đoạn này là vải gấp đôi nè. Đó, gấp đôi cho nên là mình sẽ nhân một chi tiết thôi, một chi tiết cho thân trước. Đó, chích ben này lại thôi ha, đơn giản không có rã cúp gì hết. Đó rồi, đó, thân trước cái đây nè chính là cái miếng nẹp, tuy nhiên mình may lộn cái miếng nẹp này ra phía bên ngoài để tạo kiểu cho cổ áo luôn. Đó, các bạn hình dung không? Đó. Đó rồi, để cắt được cái tay áo thì các bạn nhớ đo lại cái thông số vòng nách nè, dùng thước dây nha. Mình đo lại vòng nách thân sau cộng thân trước để mình ghi lại, tí nữa mình cắt tay áo. Ở đây mình đo được là 21 hơn, tuy nhiên mình trừ 0,5 cm cái ben nách nha các bạn, lúc nãy mình quên vẽ ben nách nè. Nách của mình cho cái độ rộng ben là 0,5 cm. Việc cho ben này nó làm cho cái form nách mình nó ôm nhẹ nha, nó gọn gàng cái form lắm. Bạn này cái số đo bạn cũng to lắm bạn, cho nên mình cho cái vòng nách ben 0,5. Bạn nào mà cái số đo dù size lớn ấy, size mà size 2XL thì các bạn cho nách của mình là 1 cm luôn. Đó, trừ ben nách ra mình còn thông số là 21. Đó, như vậy thông số này tí nữa mình sẽ dùng để cắt tay nha. Ở video này mình không hướng dẫn cắt đặt rập trên vải để cắt vải. Bạn nào mà không hiểu hoặc là muốn tham khảo về cái việc cắt trên vải như thế nào thì các bạn xem lại những cái video mà mình đã phát hành, những cái video cũ các bạn, mình có hướng dẫn cắt trên vải rất là nhiều, bạn chịu khó xem lại nha. Những cái video đầm cũng cổ vuông, cổ tròn, tay phồng đồ. Rồi ở video này các bạn lưu ý nè, cái mẫu này thì cái cổ áo mình nó hơi rộng đấy, cổ vuông rộng, cho nên các bạn giảm cho mình cái ben cổ 0,5 cm để giúp cho cái cổ mình nó ôm, khi mà mình mặc trên người mình cúi xuống nó không bị hở ngực nha. Đó, giảm cái ben đó, xếp cái ben đó lại. Thì bây giờ muốn xếp ben này mà nó vẫn nằm trên mặt phẳng thì các bạn mở cái ben nách này ra giùm mình. Đó, xếp ben này lại rồi mới sang dấu cái nẹp cổ thân trước nha các bạn. Đừng quên cái ben cổ này nha, đừng quên cái là nó rộng cổ liền, nó hỉnh cái cổ ra, cúi xuống là hở hết luôn á. Đó rồi, sang dấu lại cho mình cái nẹp cổ thân trước nè. Mình dán lại cái phần phía bên này nha, dán lại chỗ này. Bên này là nó không có cong lên. Mình đối xứng á nha, mình dán lại. Đó là các bạn đã đánh dấu lại nè, từ chỗ này là các bạn đánh cong nhẹ nè. Đó. Như vậy ha. Tiếp theo mình dùng phương pháp cắt mở rập nha, để mở cái chỗ này ra để tạo ra những cái nếp nhún ở đây. Thì thường thì mình sẽ mở cái độ nhún của nó bằng gấp đôi được cái thông số ban đầu các bạn.
cái chỗ này cái đoạn nó dài qua phía bên này cho nên mình sẽ mở dúng gấp 3 luôn nha. Ví dụ như là cái thông số ban đầu là 4 sen thôi thì mình sẽ mở ra là 12 sen hoặc là 8 sen tùy ý nha. Nếu vải mà dày quá thì các bạn không có nên mở nhiều, vải mỏng thì các bạn mở nhiều một tí. Ở bên này nè, ví dụ như 4 sen mình sẽ mở ra là 8 sen. Rồi phía bên này, bên kia mình sẽ mở ra được khoảng 10 sen là được rồi nha. Nó rộng hơn bên này một chút xíu. Tình hình là mình đang quay clip là cái bộ nhớ nó hết đó các bạn, cho nên nó bị gián đoạn á. Mình làm đã luôn, làm tay áo rồi xong xuôi luôn, coi lại là nó mất cái đoạn sau á, nó không có lưu được á, mình quên xóa bộ nhớ bớt á. Gần khúc này là gần bị tắt clip rồi nè. Sau đó mình phải hướng dẫn lại á, phần tay áo đồ phía sau là mình phải hướng dẫn, mình phải ghi hình lại, chứ còn gần tới đoạn này là nó tắt. Các bạn thông cảm nha, mình không có làm liên tục cái đoạn này được nè. Nó ở đây mình mở rập ra, mở ra độ khoảng 10 cm nha, nó rộng hơn so với bên kia. Nó bị tắt rồi đó. Bị tắt rồi, bây giờ là mình ghi hình lại cái đoạn sau, các bạn thông cảm nha. Đúng rồi, ở đây là mình đã làm hoàn thành xong hết luôn rồi nè. Bắt đầu phải đi phát hiện là mình bị mất cái clip hướng dẫn phía sau, đoạn sau đó. Rồi thì cũng đơn giản là mình hướng dẫn mình nói lại nè đó, sau khi mở rập xong nè đó, các bạn cắt chưa đừng may ha, rồi may dúng hai cái đầu này lại cho nó bằng cái thông số ban đầu là 3,5 cm thôi, 3,5 cm thôi, rồi dúng lại với nhau đó, ngay chỗ này nè, bao nhiêu thì giờ mình sẽ dúng lại bấy nhiêu, may lại với nhau nha. Đó, chừa đường may thì các bạn chừa đường may rộng hơn cái phần nẹp cổ của thân, để khi mình may lộn á, là cái đường may nó mít vào phía bên trong thân nha. Cái này mình có hướng dẫn nói rất là nhiều ở những video trước. Đó, chừa đường may là như vậy. Đó, rồi bên nách mình đã xếp lại rồi nè. Đó, mở cái bên sườn ra. Đó, cái đoạn clip này là bị mất đó các bạn. Hồi nãy mình có thực hiện rồi đó. Rồi mình cứ xếp bên cổ bên nách lại là bên sườn nó mở ra, rồi mình cắt may mình may lại thôi. Còn cái bên eo này cũng vậy, bên eo này thì mình cũng may chích bình thường. Ở chỗ này là vải gấp đôi ha, cắt một chi tiết cho thân trước. Đó, rồi còn thân sau, thân sau của mình thì mình cắt nẹp, nhớ là ủi keo cho miếng nẹp nha. Rồi cái tùng váy nè, mình nó hướng dẫn mở rập, bây giờ nó mất, bây giờ mình nói sơ lại nè. Xếp cái bên eo lại, ở dưới này nó sẽ mở ra như vậy, rồi đồng thời mình cắt cái đoạn này mình mở thêm ra sao cho cái chỗ mở này nó bằng chỗ này nha. Đồng thời chính giữa thân này các bạn muốn xòe thêm ở giữa thân thì các bạn cũng mở ra một cái đoạn nè, cái đoạn này sẽ bằng nửa cái đoạn bên này thôi. Đó, các bạn hiểu không, cái chỗ này nó sẽ bằng nửa bên kia thôi. Đó, rồi chỗ này vải gấp đôi nha, cắt một chi tiết cho thân trước. Đó, thân sau nó cũng giống thân trước các bạn, tuy nhiên mình rã giữa thân sau để may dây kéo vào ấy, may tới đây cách đường ngang mông 5 cm ha, là may dây kéo. Đó, thì như vậy thân sau mình cắt hai chi tiết đối xứng nha. Thì các bạn thấy là cái đường cong này, lúc cái đường ngang eo của mình lúc này nó cong lên. Đó, thì bình thường mình không cần rập các bạn, mình thiết kế trực tiếp trên vải. Đó, thì ngay cái đường ngang eo này mình lấy cơi lên là 2,5 cm, nếu mà muốn cong nhiều. Nó 1,5 cm muốn cong ít, muốn xòe ít, rồi đặt cái thước là sao cho nó tạo một cái góc lớn hơn góc vuông một chút xíu ngay cái chỗ này. Lúc này nó da cái tùng mình ra ha, nó tạo độ xòe 135 độ như vậy, nó lớn hơn góc vuông một chút xíu. Rồi sau đó đánh cong lại đường ngang lai thôi nha. Nhớ là cái đoạn này, cái đoạn giữa thân và cái đường sườn nó bằng nhau đó là được. Đó, cắt trên vải thì các bạn cũng nhớ là cầm cái tùng vải lên nha, để coi cái vải nó đổ nhiều đổ ít á, nó trên lệch bao nhiêu ở phía sườn là các bạn gọt bớt cho nó bằng nhau đi, rồi may lại nó không có bị giật đường may nha. Đó, rồi cuối cùng mình sẽ hướng dẫn phần tay áo. Đó, tay áo hôm nay thì nó có cái phần hơi phức tạp một tí, các bạn chú ý nha. Đó, dài tay là 18 cm, 18 đến 20 cm tùy ý độ dài. Đó, thì các bạn cứ vẽ cái tay cơ bản trước như vậy. Đó, rồi hạ nách cũng tương tự tay cơ bản nè, ngực chia 10 cộng 4 cm. Đó, từ đầu vai các bạn hạ xuống đây là hạ nách tay ha, ngực chia 10 cộng 4. Đó, rồi kẻ vào đây.
Rồi xéo nách nè. Xéo nách thì nhớ là lúc nãy mình đo là thân trước cộng thân sau ấy. Đấy là 21 cm đúng không? Đấy. Hai thân trước cộng thân sau chia 2 là mình được 21 nè. Mình nối vào đây. Đấy, rồi từ điểm này các bạn đánh hơi nghiêng nhẹ vào 1,5 cm cho cửa tay. Đấy, rồi. Cái cửa tay của mình là 30 ha, thì các bạn thấy là nó có một xíu cử động như vậy là được rồi. Là ok rồi ha. Chia ba cái đường xéo nách này, nếu như tay cơ bản thì cái đường cong nách của mình nó sẽ như thế này ha. Đó, để các bạn dễ hình dung nè. Đó, tuy nhiên mẫu này của mình là nó có cái độ phồng trên đầu vai, cho nên các bạn lấy cái độ phồng ra đây cho mình nè, là 4 cm, khoảng 4 cm phồng đều nha các bạn. Ở đây phồng đều cho nên các bạn lấy ra 4 cm, đồng thời các bạn cũng cơi lên đây 3 đến 4 cm nha. Ở đây mình cơi, cái chị này không thích phồng đứng nhiều cho nên mình cơi 3 cm thôi. Đó, rồi nối cái đoạn này lên. Rồi. Rồi, vẽ cong lại vòng nách nè. Đó, thì các bạn đánh cong ha. Đó, từ đây nè mình đi tới chỗ khoảng cỡ này là bắt đầu mình cơi rồi nè, mình đánh vòng mạnh lên đây. Đấy, thì đầu tiên các bạn cứ phát họa cái độ phồng cho cái tay phía trên, cái nào dễ mình làm trước nha. Cái đoạn xéo này chia 2, dúng nguyên cái anh này lại. Đó, cho nó bằng cái thông số vòng nách rồi may vào áo. Đó, rồi lưu ý ha, dưới này nè mình có một cái ly nè, thì các bạn nối từ điểm này hoặc thấp xuống một tí cũng được, nối vào cái điểm này để mở ly. Đây chính là cái ly để tạo kiểu nha. Đó, rồi cái mình có cái phần nẹp tay may ủi ngược vào bên trong á, thì các bạn cũng đo cái phần này bao nhiêu thì các bạn lấy nẹp tay bấy nhiêu. Một tí nữa mình gấp cái phần nẹp này vào phía bên trong để mình vắt lai nha, chứ không có may chỉ nổi nha các bạn. Đó, coi như mình đã chừa đường may lai rồi nè, lai tay á. Đó, rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ dùng phương pháp cắt mở rập để mà mở cái phần ly này ra. Các bạn mở ra cho mình ở chỗ này là 5 cm. Đấy, rồi mình vuốt cong lại cái chỗ này cho nó không bị gãy khúc ha. Ở đoạn mở ra 5 cm này thì các bạn sẽ vẽ cho mình một cái ly có độ rộng khoảng 3 cm nha. Các bạn đặt cái thước với cho nó vuông góc với cái đường giữa nè, rồi mình nối vào đây. Đó, như vậy chỗ này mình còn 2 cm đúng không? Đó, thì các bạn lưu ý nè, mình sẽ chừa 0,5 cm để gọi là đường may. Đó, tí thì mình sẽ có một cái đường may ở đây ha. Đó, tương tự bên này mình cũng có cái đường may 0,5 cm để mình may lại với nhau. Đường may nó rất là ít nha các bạn. Đó, rồi còn lại là 1 cm, các bạn đánh bồng lên, đánh bồng lên để cho cái phần dúng này nè nó dúng nhưng nó có cái độ phồng nhẹ đó các bạn. Đó, các bạn sẽ dúng nguyên đoạn này lại đó, sao cho nè nó rút lại còn một nửa, rồi bắt đầu mình may vào cái đoạn này nha. Nhưng mà khi may ráp phía dưới này với cái đoạn dúng này nè, đó, thì các bạn sẽ may ăn gian vào phía bên trong, tức là đây cái đường may đây ha, chừa đường may ở đây rồi may dúng lại. Đó, rồi các bạn sẽ may ráp cho nên ăn gian tới cái đoạn phía trong này một chút nè, nó mới lơi cái đường may, nó làm cho cái đường nối vải của mình nó mềm nha, nó không bị tức bị gấp ngay chỗ đó. Đó, như vậy khi các bạn cắt là các bạn cắt theo đường này cho mình, coi như là chừa đường may 0,5 cm rồi nè. Đó, nha. Đó, rồi. Đó, như vậy là mình đã xử lý xong cái phần xếp ly tạo dúng phồng ngay chỗ đó. Ở chỗ này đường may của mình là 0,7 cm nè, để may nối cái phần nẹp này.
nhiều chỗ cái ly này cũng chưa được may, tuy nhiên để mình sẽ gấp nháp cái ly lên nha, mình chưa được may cho nó không bị hụt. Đó. Khi đặt trên vải cắt, các bạn cũng cắt bấm sâu vào trong như vậy. Ở chỗ này là vải gấp đôi nè các bạn, chỗ này vẫn là vải gấp đôi nha, chỗ này cắt sát nè, cắt sát rập. Tuy nhiên khi đặt trên vải cắt, các bạn nhớ là chừa đường may ở vòng nách là 0,7 cm nha, ở sườn tay là không là 1,5 cm. Còn cái lai tay là mình đã có chừa đường may rồi đó, cái phần gạch gạch đó là cái phần nẹp tay đó, cho nên mình không có chừa trên vải nữa, mình sẽ cắt sát trên vải chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp nháp cái ly này nè, để mình cắt cho cái phần gấp vào nó không có bị hụt á. Tí mình đặt trên vải mình cắt là nó không có bị hụt cái đường may nha. Đó, bây giờ nè, mình đã cắt chừa đường may lên trên rập luôn rồi là 0,7 nè. Đó, rồi, bạn thấy không, chỗ cái ly nó da cái đường may ra như vậy, để khi gấp lại là nó không có bị hụt nha. Đó, đặt trên vải cắt. Đó, thì cái đoạn này là vải gấp đôi, canh số dọc theo cái hướng này. Đó, cắt hai chi tiết cho hai tay áo nha. Đường may nách thì 0,7 nè, chừa đường may nách, chừa đường may sườn là 1,5 cm. Rồi như vậy ở đây cắt sát vì đã chừa đường may rồi ha, đây cũng chừa đường may rồi cho nên trên vải các bạn cứ cắt sát thôi. Đó, rồi chỗ này là các bạn nhớ bấm sâu vào tới trong này để khi may là mình may tới vào trong đó nha. Ở đây là cái phần vải mình đã cắt cho tay áo này các bạn. Đoạn này là vải gấp đôi cho nên cái anh này là vải xéo mất rồi. Cho nên các bạn lưu ý là nhớ ủi một lớp keo lụa nha, cho cái phần vải xéo này nó không có bị giãn ra nha các bạn. Cái cửa tay của mình nó cố định, nó không bị giãn nhiều. Đó, hướng dẫn cắt may thì cái phần may ráp thì mình chỉ nói sơ qua. Ở đây nè, tay mình đã hoàn thành rồi nè. Mình có ủi keo cho nó nè. Nó ổn định cái số vải, nó không bị giãn cái cửa tay nha. Như vậy đã xong cái tay áo, các bạn may vào vòng nách nha. Đó, còn hoa trang trí thì các bạn may cho mình ba cái lá như vậy, bằng cách là cắt hình tam giác ủi keo nha, rồi may lộn lại với nhau. Đó, sau đó may chằng chỉ lên. Đó, rồi mới gấp một cái ly ở giữa cái lá, nó tạo thành cái độ phồng cho cái lá như vậy. Còn cái hoa này mình đã có hướng dẫn ở những cái video làm hoa rồi, các bạn xem lại nha. Đó, rồi dùng chỉ tay mình kết lên trên ngực áo thôi. Đó, còn cái phần may ráp thân áo mình sẽ hướng dẫn sơ qua như thế này. Ở đây mình đã may ráp xong rồi, mình sẽ nói sơ cho các bạn nè. Đầu tiên các bạn may chích bên sườn bên eo rồi ủi ra. Đó, sau đó nối cái phần ngang eo với tùng.
Đó, thân sau cũng vậy. Đó, may chích eo thân sau nè, rồi may ráp với tùng. Đó, sau đó nè các bạn may dây kéo giữa thân sau. Đó, may dây kéo giữa thân sau, cố gắng đừng có để dây kéo nó bị bùng vải nha. Rồi may lộn cái phần nẹp cổ thân sau. Đó, riêng thân sau mình phải hoàn thành xong. Đó, rồi còn cái thân trước mình may lộn cái nẹp này riêng cho thân trước nha. Cái nẹp này nè, cái nẹp cổ nè. Thì hồi nãy mình có nói sơ qua cái phần nẹp cổ thân trước, tức là mình may lộn qua phía ngoài, mình nối chỗ vúng này lại. Đó. Đó, nhớ may lộn cái cổ vuông này, bấm góc cho nó thiệt là sắc sảo với chỗ cái góc vuông nha. Đó, sau đó mình mới may nối vai thân trước với thân sau nha các bạn. Đó, rồi ủi rẻ cái đường may này ra ha. Đó, sườn áo mình cũng may tương tự nha. Đó, sườn áo may xong ủi rẻ ra hết rồi may lên lai. Đó, cuối cùng là mình may cái tay áo vào. Đó, còn cái hoa này nè thì để kết cái phần hoa các bạn, kết phần hoa cho áo là tốt nhất, các bạn mặc lên ken mút ấy. Đó, cho cái áo mình nó căng ra, mình dùng kim mình đính sơ đính nháp lại những cái vị trí lá và hoa sao cho mình thấy nó phù hợp nhất nha. Đó, tùy các bạn thôi. Đó, rồi mình mới đem xuống mình dùng kim tay mình kết vào cho nó cố định cái phần lá và hoa ở trên ngực áo. Đó, như vậy là đã xong cái mẫu ngày hôm nay. Đó, chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Đó, bạn nào có nhu cầu mua sách hướng dẫn cắt may thì liên hệ số Zalo 0917 285 386, mình sẽ gửi sách cho các bạn nha.